thơm thanh ngọt dịu. Và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin 22 cộng của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, liên quan đến đoạn clip hai người mặc trang phục giống cảnh sát đuổi theo rồi tấn công hai thanh niên điều khiển xe máy đang được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Mới đây, Công an tỉnh